Và chào mừng mọi người trở lại với Sunshine Bangkok. Và mình là Minh. Hiện tại mình đang sống và làm việc ở Bangkok, Thái Lan. Và ngày hôm nay thì mọi người thấy là mình đang diện một cái outfit rất là dễ thương. Vì vậy nên là mọi người đoán thử xem hôm nay mình sẽ đi đâu. Và nhớ xem hết video ngày hôm nay. Nếu mà thấy hay thì đừng quên là like, share, subscribe và nhấn cái chuông thông báo để xem video của mình vào mỗi tuần nha. Còn bây giờ thì chúng mình lên đường thế nào. Và đây chính là chiếc outfit ngày hôm nay của mình. Nói chung là khá là nữ tính. Hello mọi người, bây giờ thì mình đang ở công viên Chatuchak. Thì cái công viên này nó kiểu như nó bao gồm rất là nhiều những công viên khác nhau, sát gần nhau. Thì cái công viên hôm nay tụi mình muốn đi thì nó có tên là Rothfield Park. Nó nằm ở sát bên tới Chatuchak luôn, nhưng mà các bạn phải đi qua Chatuchak rồi mới tới được cái công viên đó. Sáng nay thì mình có hẹn đi ra công viên Rothfield ở gần chợ Chatuchak. Thì ở đây mỗi năm vào độ tháng 2 thì sẽ có một cái đợt nở rộ của hoa anh đào. Đây tụi mình đã tìm thấy cái cây hoa anh đào và bây giờ thì nó đã rụng quá trời rụng bên dưới đất luôn rồi. Trời ơi. Hơi xuống Cà Nam một chút xíu đó là mấy cái cây anh đào này nó đã rụng gần hết rồi. Tuy nhiên là tụi mình cũng đã tranh thủ có được những cái thứ hình rất là đẹp. Thật sự là mình ở Bangkok cũng gần 3 năm, nhưng đây là một trong những cái lần hiếm hoi mà mình đi ra công viên để hít thở không khí trong lành. Mình thấy Bangkok thì không có quá nhiều công viên, tuy nhiên là mỗi cái công viên đều được xây dựng và có quy mô rất là lớn. Cũng như là khi mà bạn bước vào bên trong cái công viên thì bạn có cảm giác là hoàn toàn cách biệt so với bên ngoài luôn. Và ở những cái công viên, ví dụ như công viên Chatuchak, thì nó không chỉ là một cái nơi để cho các bạn có thể đến để picnic hoặc là ăn uống hoặc là cho gia đình đi dạo, mà nó còn là nơi để cho các bạn có thể giải trí. Ví dụ như trong công viên Chatuchak thì có một cái vườn bướm nè, có một cái bảo tàng xe lửa và vân vân mây mây. Nên là nếu như có cơ hội thì các bạn cũng có thể ghé qua công viên Chatuchak để đi tham quan nha. Ôi mọi người, đây có hoa đậu biếc nữa kìa. Trời ơi xinh quá nè. Wow. Trời ơi, cái này mà pha trà uống là tuyệt vời. Xinh nhờ. Và nếu như các bạn đi vào trong công viên chơi thì xác suất mà các bạn sẽ phải chạm trán với những cái chú thằn lằn khổng lồ ở Bangkok là 99%. Kiểu như mình với bạn mình đang tám chuyện rất là vui vẻ ở trên đường thì đột nhiên có một cái con thằn lằn siêu to khổng lồ nó băng ra từ trong lùm cây và tụi mình la toáng lên, sau đó thì hết hồn hết vía. Hai mọi người, và đây là hành trình đi suy lùng cái con hia này của mình. Đó, giờ mọi người đã hiểu tại sao chữ hia trong tiếng Thái lại gọi là chết tiệt chưa? À, chết tiệt, cái thằng chết tiệt, nhà mày đang làm cái gì hả? Thường buổi chiều cuối tuần thì mình sẽ cố gắng dành khoảng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ để bơi. Và cái hồ bơi này nó nằm ở ngay trong condo nhà mình luôn nên là rất là tiện lợi. Trước khi bơi thì chúng ta phải làm ướt người để tránh những cái tình huống sốc nhiệt nè. Và nhất là những cái bạn nữ mình muốn bảo vệ tóc mình thì mình nên xức một cái lớp kem xả tóc lên. Sau đó thì đội nón bơi vào và đi bơi. Nó sẽ bảo vệ tóc mình khỏi những cái clo hoặc là cái chất tẩy rửa ở trong hồ bơi á. It's love. Been through the trenches, seen so many ups and downs like we've been. Thường vào cuối tuần á thì mình sẽ dọn nhà nè, hoặc là mình sẽ dọn dẹp ban công, trồng cây, nói chung là chăm sóc cây các kiểu. Và mọi người cũng thấy là mấy cái cây của mình nó đang kiểu bị bỏ bê rất là trầm trọng rồi, nên là mình sẽ phải
giật dậy tinh thần của tụi nó thôi, tội nghiệp các em ấy. Giờ thì mình đang sang đất qua cho cái cây xương rồng của mình nè. Và mọi người có nhìn thấy xa xa đó là hai cây bí của mình nó đang lên không? Và mình không ngờ là mình quăng hai cái hộp bí ra mà cuối cùng nó đã lên cao được như vậy. Trời ơi, khá là tự hào về bản thân. Few moments later. Và cũng đã đến giờ ăn tối rồi. Hôm nay thì mình sẽ dắt mọi người đi ra chợ để mua đồ ăn nha. Chợ đêm ở Bangkok thì đồ ăn ngập tràn luôn. Và hôm nay thì mình quyết định mình sẽ ăn món gỏi xoài. Và cái chỗ này nó rất là đắt. Nó đắt đến nỗi là mình phải đợi khoảng 30 phút mới có được một cái bịch gỏi xoài của mình. Và phải bốc số như thế này để chờ đợi luôn mọi người. Giá cả ở cái xe gỏi xoài này nó cũng cao hơn những cái nơi khác nữa. Tuy nhiên là cái gì cũng có cái giá của nó đúng không? Gỏi xoài ở đây là ngon nhất nách luôn nha mọi người. Bonus cho các bạn những cái món ăn tráng miệng rất là ngon ở Bangkok mà các bạn nên thử nha. Ví dụ như là món xôi xoài nè. Không thể nào không kể đến những cái món bánh làm từ nước cốt dừa ở đây là siêu ngon, siêu béo và cũng hơi ngọt mọi người nha. Và đó là một ngày nghỉ rất là chill của mình ở Bangkok. Tất nhiên là không phải tuần nào mình cũng được chill như vậy. Chỉ là hôm nay mình không có quá nhiều việc để làm nên là cũng rất là thoải mái. Và mọi người có thích video này hay không? Và nếu như mọi người thích thì đừng quên là like, share, subscribe và nhấn cái chuông thông báo. Và đừng bỏ lỡ những cái video tiếp theo của mình nha. Và đừng quên là để lại comment ở bên dưới để cho mình biết là mọi người muốn xem những cái video như thế nào trong những tập sau nữa. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong video tuần sau.